Nó dám hy sinh cái tóc của nó để như vậy luôn à? Cái này là tóc tóc giả, nó chỉ là gọi là cái gì ta, treo lên thôi. Tóc giả anh em à, chứ ai dám nhuộm tóc thiệt mà thành vậy. Rồi bây giờ là đi tới đâu là lẹ tới đó nè. Rồi bây giờ là đi tới đâu là lẹ tới đó nè. Nani? Đâu để coi coi có đứa nào đeo vô không. Nói tóc, đúng rồi, cái này là nói tóc anh em à. Khóc một dòng sông. Đúng rồi, cái tóc này tên là khóc một dòng sông anh em. Được. Nhìn nhẹ nó không có đẹp, thà nhìn từ màu nóng chuyển sang màu lạnh thì mình thấy ok hơn nha. Tôi đã lầm mấy má. Order. Mình là Bunker đây và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ có một bộ reaction về cảm xúc của mình khi xem những người đàn ông hoặc những người phụ nữ có những mái tóc hay là những bộ râu màu mè nhất thế giới. Ok, thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thích thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhá. Còn bây giờ thì let's go, chúng ta hãy đến với lại những người mà bắt đầu là chơi màu mè đây. Ông này đang bắt đầu nhậm râu bên bên bển người ta. Ôi ôi, nhậm hết nguyên cái đầu luôn anh em, nhậm luôn cái phần bát luôn. Ôi má, màu vàng dữ đi, ở trên màu xanh, ở dưới nhậm màu vàng, nó ở cái tập chất. Ôi nhá, nhậm râu luôn à, bảy màu luôn hả? Rồi má chơi bảy màu xanh dương à. Rồi nhìn là biết ông này chơi bảy màu rồi mọi người ơi. Đó, nhìn cho nó giống thủy quái không, ở dưới màu vàng. Ôi cái đầu này nó chả khác gì con cát mà ở bên Nam Mỹ anh em. Ui, mình không hiểu sao mà mấy ông nội này lại chơi cái màu này. Trời ơi, nhìn không, mà nhìn râu này là râu đẹp đó nha, ở bên Tây người ta nói râu này là râu đẹp đó. Trời ơi, đẹp cực kỳ anh em, nhìn màu tóc kìa. Ok, tới cô nàng này. Trời ơi, tóc sơ vậy, tóc này chắc là cậu cái gì vậy, cái gì đây, định thi à? Định đi dự thi cái gì mà thành phố xanh sạch đẹp hay là biểu tình hay là cái gì đó gọi là vì môi trường à? Vã cờ quất nguyên cái đầu mà y như cây xương rồng vậy má. Quá chuẩn luôn. Đúng luôn, nguyên cây xương rồng luôn. Trời đất ơi, bây giờ có thêm gai nữa lần má ghi xương rồng thiệt. Nhưng mà cái này là chắc gắn tóc giả lên đó anh em. Nghĩ sao mà tóc nó dài tới cỡ này mà nó mạnh tới vậy được. Chắc là tóc giả đó mọi người ơi. Ôi, có thêm mấy cái nhấm màu vàng nữa. Trời đất ơi, được nha, có lay vậy là được nha. Quả đầu này chắc nặng à, tóc không mà cả ký. Cái xương rồng đồ. Ok, wow, tóc này mà đầu tư tỉ mỉ lắm anh em, nhầm không có nhầm bậy nhầm bạ đâu. Từ màu xanh dương mà chuyển qua màu hồng, nó từng lớp phải không, đỏ à, xanh dương tới xanh lá xong tới vàng, vàng tới cam mà thiếu đỏ rồi, đỏ cam xong tới đỏ. Đây bây giờ mới bắt đầu chay đỏ vô là sai rồi má ơi. Còn nữa chưa? Đỏ đâu? Sao quất cái màu hồng liền vậy? Cái màu này chắc nhậm cũng tốn tiền rồi nha, trừ khi nó xài thuốc mà thuốc nhuộm ngoài Kim Biên á, chợ Kim Biên á. Thuốc mà toàn hóa chất không á, không có dưỡng tóc á thì chắc là tầm 100 một màu. Thì ở đây là 5 màu cho 500 đi. Đúng không? Chứ hả, tôi nhậm một cái đầu mà hả, một cái đầu thôi á mà một màu thôi á đã đi hết triệu mấy rồi đó các bạn. Nó mắc lắm. Mà công nhận bên Tây người ta thoải mái ha, đi lên trường nhậm màu gì cũng được. Ui, rút ra màu kìa. What the hell? Này nhìn nó giống như là cái hộp bút chì màu á mấy má. Nó không có giống như là tóc nó không có đều màu đúng không? Thì đây một dạng, đây một kia, màu này màu nọ. Nó giống như cái bút chì màu á, tùm lum màu á đó. Thấy chưa? Nhìn vậy nó không có đẹp, thà nhìn từ màu nóng chuyển sang màu lạnh thì mình thấy ok hơn nha. Tôi đã lầm mấy má. Khi mà gọi đầu xong một cái sấy tóc, trời đất ơi nó đẹp tao, nó ơi má. Wow, ông này khắc trên đầu luôn, bảy màu luôn. Ủa cái màu, cái kiểu khắc này là kiểu pha lê á anh em, kiểu pha lê đồ. Wow, ông này chơi cái quả đầu ra đường má. À, mình nghĩ á, những người làm nhậm những cái đầu này nè, à, cũng có phần họ là đồng tính. Tại vì biểu tượng cho đồng tính là bảy màu. Ở đây mình không có kỳ thị gì hết. Thì mình nghĩ là những người này chắc cũng là những người mà họ gọi là gì ta, có một số người là đồng tính, có một số người ủng hộ đồng tính, ví dụ vậy. Thì bảy màu là biểu tượng của đồng tính, không có gì mà phải kỳ thị hay là gì á. Những người đồng tính vẫn gọi là gì ta, những tốt cho xã hội mà những đem lại gọi là gì ta, những đem lại có ích cho xã hội á, nói chung. Trời ơi, mà ông này quất cái quả đầu, trời đất ơi.
cái này là tập nhậm nè anh em, cái này là tập nhậm rồi, có nghĩa là luyện tập á, nhậm xong cái rồi coi như thế nào, còn không thì bán luôn cái bộ tóc này, gọi là bộ tóc giả cho người ta đeo lên luôn. Ôi trời ơi, nó giống cái gì ta? Ôi trời ơi, nó giống cái gì ta? Nó giống cái đèn led mà ở trong cái thùng máy vi tính của tôi á, nó chuyển lần 256 màu. What the hell? Ui, quá trời màu luôn bay ơi. Cái đầu này mà ra đường chắc má chắc tụi nó ghét, tụi nó cắt mẹ đứt cái đầu luôn á. Cái đầu màu không. Ra đường là nó là cái đầu này mà ra đường là nó là gọi là gì ta? Sáng nhất, nổi tiếng nhất đêm nay rồi. Không mà công nhận cái này là gọi là gì ta, training có nghĩa là luyện tập nhậm thôi. Luyện coi trình cái tay mình trình độ nhậm tới đâu đều màu anh em thấy chưa? Màu nó đều cực kỳ luôn. Mà công nhận cái đầu này nể thiệt. Đầu này ít nhất chắc cũng 300 đô quá. Rồi thêm má nãy gì đây, đổ nguyên hũ sơn lên đầu hay sao mà có mấy cái hình mà kiểu giọt nước đồ vậy? What the fuck was that? Trời đất ơi. Vậy thì làm sao mà mày đi học đây? Ở bên nước ngoài người ta cho nhậm tóc đi học nha. Nhưng mà cái kiểu cái đầu này thì mình không biết rồi nha. Cái đầu này là lên là cái trường. Trời ơi má ơi, thằng này nó rainbow. Nó rainbow. Màu xanh lá, vàng, cam, xanh, đỏ, đều màu nè, cái này đều màu. Nhưng mà đẹp ha. Mà mình đang đợi cái sấy tóc của nó, để coi sau khi mà gọi đầu xong sấy tóc nó sẽ như thế nào. Một cái phần tóc đó là nó nhậm hay là nó tô lên vậy ta? Ui, nè đến lúc gọi đầu rồi nè mọi người ơi, đến lúc gọi đầu rồi nè. Giờ mình đang đợi nó sấy tóc một kinh điểm. Giờ mình đang đợi nó sấy tóc một kinh điểm. Sao chuyển rồi? Sao chuyển cái anh chàng mà cái gì ta? Có bộ râu như ban nãy vậy? Cái ông này là ông nãy phải không? Cười bà nội mày cười. Ghê chưa? Ông mình nghĩ ông này chắc trẻ à, chưa có già đâu. Chỉ là họ để râu cho họ đẹp thôi. Rồi lần này là ông quất bộ xanh lá nè. Gì đây? Ông định làm người lục. What happened? Ôi trời ơi má ơi, tùm lum màu vậy, màu rêu luôn kìa. Em một bữa nào chắc bữa nào mình thử làm thử cái bông tai này nọ coi. Mình chắc là treo mình để dây chai như là để cái muỗng nè. Rồi để cái cà lê nè, rồi để cái cây mà cái đồ mà tu dích đồ cái kiểu á, nó mở chỗ cột lỗ mà cho nó giống thằng này. Đèo tin. Nhìn thấy sợ rồi anh em. Sợ đây không phải là sợ mà sợ theo kiểu kinh tởm mà là gọi là gì ta? Nhìn nó treo nó nặng quá. Rồi thêm nhỏ này mê hâm mộ Facebook quá hay sao, icon của Facebook vậy? Không, này như đâu phải icon Facebook đâu, cái này icon thôi. Nhưng mà nhỏ này bị mê icon hay sao mà kiểu cái... Ôi ôi. Nó dám hy sinh cái tóc của nó để như vậy luôn à. Cái này là tóc tóc giả. Nó chỉ là gọi là cái gì ta, treo lên thôi. Tóc giả anh em à. Chứ ai vậy dám nhụm tóc thiệt mà thành vậy. Rồi bây giờ là đi tới đâu là lẹ tới đó nè. Nani. Nào để coi có đứa nào đeo vô không. Nói tóc, đúng rồi, cái này là nói tóc anh em à. Khóc một dòng sông. Đúng rồi, cái tóc này tên là khóc một dòng sông anh em. Được. Đáng đầu tư. Ok. Đẹp. Bắt đầu ói mỡ ra. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo đến với cái màu trầu. Đất ơi nó quất kìa. Tôi thấy nó hồng. Hồng đàn ông nam tính rồi đó. Quá chuẩn luôn. Rồi coi đứa này nhậm là con trai hay con gái. À ok, con gái được. Trời ơi như cái bánh kem. Cái bánh này là bánh chả khác mẹ gì cái bánh donut đó anh em à. Không, cái này chắc gọi đầu xong cái là đi rồi, chứ không thể nào mà dính vậy được. Gọi đầu cái là đi rồi, chắc là trong mấy cái lễ hội á anh em, hay là mấy cái buổi mà gọi là gì ta, diễu hành á, người ta sẽ có những cái ví dụ diễu hành về đồ ăn đi, sẽ có những người chơi những cái đầu này. Trời ơi, cái đầu thấy nó nặng. Anh em nhìn vô cái đầu anh em muốn cắn không? Ok, đéo. Nhưng mà ở dưới màu đen nhìn nó ghê ghê thì sao á. Ok, hôm nay vẽ cái gì đây? Ôi ôi, yêu côn trùng quá, vẽ bộ cánh cứng hay là bộ cánh cam, bộ đỏ, bộ này bộ cánh cứng hay cánh cam ta. Ôi còn vẽ thêm con ong vô này. Mà yêu côn trùng quá. Ôi ôi. Nặng ong đúng không? Ok. Ôi thì mình không ngờ là vẽ con ong nó dài dễ tới như vậy, mai mốt mình sẽ tập vẽ. Tính ra cũng dễ mà. Nó chỉ có vài nét, nhiều nét thôi. Ảo chó, sao chó. Ok, con bọ và con ong. Và bây giờ gì vậy má?
Trời đất ơi, vô nè, cột lên. Cái gì đây, mày định chơi ba là ngọn gì? Định chơi ngọn nến xanh hả? Lộc, ngọn nến vàng hả? Cái gì vậy? Trời ơi, miếng salad anh em à. Miếng salad anh em à. Ôi, nó chơi quả đầu nguyên cái hamburger luôn. Oh shit. À, tóc của nó sẽ là bánh, còn mấy cái phần bên trong thì chỉ là phụ kiện thôi. Ôi ôi, ủa mà tóc, như là tóc của nó hết luôn á mọi người. Trời ơi, cái quả đầu hamburger kìa trời. Tao là America cái... Ôi, nhắc mới nhớ nha, đây là một cái bánh gọi là Big Mac. Có nghĩa là ba tầng bánh, lớp trên của cái bánh, xong tới salad, xong tới dưa leo, cà chua, xong đó miếng thịt. Sau đó lại tới cái bánh đó là họ gọi là mấy chục đồng á, bự mà ăn mà một người ăn rồi. Bên tay á chỉ có mấy người bự bự mà một mình nó mới ăn hết thôi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái người cuối cùng. Trời ơi, ông này nhậm cái bầu râu kìa. Họ không có bị rét hay sao ta, mình đang thắc mắc á, chứ ở Việt Nam chúng ta nhậm tóc là chúng ta bị rét đầu lắm anh em à. Trời ơi ông này, mình nghĩ ông này là thằng này mới là cuối cùng anh em. Thằng này mới là cuối cùng, thằng này chơi quả cái đầu xếp hình nè. Còn nhỏ mà chơi đầu kiểu đó vô trường, mấy nhóc nắm đầu cắt đầu mày luôn nè con. Trời ơi, ghê chưa? Mấy nhóc nó sung lắm, mấy nhóc là gọi là tiểu học nó sung lắm mày. Biết không? Sung cực kỳ. Ok. Trời đất ơi, nhịn quả đầu này về. Những ai mà ba mẹ mà không cho nhậm nhịn quả đầu này về, trời bắt tán đầu nó, tán tới khi nào mà hết rụng hết tóc thì thôi. Tán bóp bóp bóp. Ok thì video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video, đồng hồ cho được mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, peace.